Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình nhá. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em những trận cầu cần biết khi anh em chơi tài xỉu ở trên con TDC thiên đường trò chơi này nhá. Ok anh em, thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang vào 30 củ đây, gọi là 29 củ 8, gọi là 30 củ đây. Và mình sẽ chiến ở trên con cái bộ môn tài xỉu cân cửa và chiến trên con TDC thiên đường trò chơi này. Thì anh em xem những dạng cầu cần biết khi chơi là những dạng cầu nào nhá. Đấy, anh em khi chơi thì anh em bắt buộc anh em phải biết và hiểu được những cái dạng cầu của nó thì làm sao thì anh em mới chơi được, thì sao anh em mới bắt được cầu chuẩn. Nếu mà anh em chơi mà anh em không hiểu những dạng cầu của nó thì mình khẳng định với tất cả các anh em đang xem được video của mình, chắc chắn với anh em một điều là anh em sẽ không thể nào thắng nhá, bởi vì là cầu kèo của cái con TC nó rất là phong phú và rất là đa dạng anh em ạ. Nếu như mà mình không hiểu và nếu như mà mình không biết thì chắc chắn một điều là sẽ rất là khó bắt nhá. Ok anh em, thì tính này thì mình sẽ đánh vào đây. Thì đầu tiên thì cứ làm cái hai củ cho anh em nhỉ. Đây anh em xem đây, những dạng cầu thì hiện tại nó chỉ có, nó chạy qua là nó các đang có cái dạng cầu là 21112 và 212 và 22 đấy, và 24 và 313, à 23 và 313 đấy. Và đây là những cầu là 11 ngắn này đấy, và sau đây là cầu gì, cầu 62212 lại về cầu cũ 212 đây đấy. Thì cầu thì có cái con TC thì nửa chơi ấy, là nó chạy theo một cái vòng lặp, nó chạy ngược nhá, chạy ngược từ sau đến trước, từ trước đến sau đấy. Nên là anh em chơi thì anh em phải hiểu và anh em phải biết là nó có những dạng cầu nào để anh em còn biết cách mở đánh để mà còn chiến thắng nhá. Thì anh em thấy là tất cả cầu kèo thì anh em cũng biết rồi đúng không anh em? Đấy, và những cách bắt cầu thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi, cực kỳ dễ. Đây là gì, dễ chơi và dễ trúng thưởng anh nhá. Đấy, chỉ cần anh em hiểu một chút về đường cầu thôi là anh em có thể bắt được cầu ở trên con TDC thiên đường chơi này rồi. Còn nếu như anh em là cầu kèo không biết thì anh em có thể tham khảo đấy những cái video của mình đăng lên trên kênh của mình và tham khảo những cái cách của mình đánh mà anh em có thể áp dụng và anh em có thể là thực chiến để làm sao luôn có lãi có lời ở trên cái bộ môn tài xỉu ở trên con TDC thiên đường chơi này. Ok anh em, và bây giờ thì anh em hãy chờ và đợi và xem kết quả, xem tay này xem nó có rực rỡ hay không, xem nó có đúng về tài không nhá. Hiện tại mình đang bắt kết quả cầu gì, 213. Ok anh em, và bây giờ thì kết quả nào, 6 5 4 3 2 1 nào, mở ra anh em ơi, kết quả là cái gì đây, xem có chuẩn xác không phải lên tài không nhá. Ra xỉu anh em ạ, vậy là ra xỉu 10 rồi, không sao anh em nhé. Thế thì cầu kèo nó đã thay đổi anh em ạ, cầu kèo nó đã thay đổi nhá. Thì để mình xem nào, xoay kỹ hơn càng hơn và mình sẽ đánh tay này nhá, khẳng định là tay này sẽ về gì, nếu đúng cầu chuẩn cầu 212 10 này, 212 7. Ok, tiếng này mình có thể đánh to một chút được, đánh to một chút nhá, đánh 3 cùng 7 đấy. Hiện tại bây giờ mình đã bắt lại các cầu rắc, cầu bị rắc đấy em hiểu chưa, 212 và 22 cầu bị rắc lại một tay, bởi vì cái cặp là 334 này ấy, là cái cặp thay đổi đường cầu, nên là mình đánh theo cặp này nha anh em nhá. Đấy anh em hãy xem những gì mình nói, xem những gì mình chia sẻ, xem nó có ok không và xem nó có rực rỡ hay không nhá. Và bây giờ thì anh em hãy xem kết quả, xem nó có chuẩn xác không, 7 6 5 4 3 2 một, mở ra anh em ơi, kết quả đây, kết quả đây, xem nào, hốt chưa anh em, đẳng cấp em thấy chưa đấy. Nếu mà chỉ cần anh em hiểu rồi thì tại sao mà anh em không đánh được đúng không anh em? Đấy anh em đã hiểu đường cầu rồi thì đánh rất là dễ nhá, không có việc gì khó, người ta bảo rồi, không có việc gì khó cả, chỉ sợ mình không hiểu cầu kèo thôi. Còn một khi mà mình đã hiểu cầu kèo ấy thì đánh kiểu gì chả ăn, đánh kiểu gì chả có lời đúng không anh em? Đấy anh em thấy là mình đánh có đơn giản không, có rực rỡ không, cực kỳ rực rỡ luôn, không khó nhá, quá rực rỡ, quá là ok luôn đấy. Đây anh em chờ đi, chờ đi, chờ kết quả đi nhá, xem nó rực rỡ hay không. Link của cái con TDC thì nửa chơi để sẵn cho anh em ở dưới phần mô tả, đam mê thì anh em ấn vào link và tải về trải nghiệm nhá. Và hiện tại ấy, ở trên page của TDC thì nửa chơi đang có một cái event là chào mừng ngày lễ ngày 30 tháng 4, khi mà anh em có những cái lịch sử lạp rút ở trên cổng game thì anh em nhận được code từ 59k, 79k và 99k
Đấy thì cái event này thì nó có được tầm 4 hôm, từ ngày 21 đến ngày 20 20 20 à đâu, từ ngày 28, từ ngày 28 đến ngày 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 mùng 1 anh em ạ, từ ngày 28 đến ngày mùng 1, 4 hôm nhá. Thì anh em là nhanh tay nhanh chân ấn vào phở bò. Đấy, khi mà ấn vào phở bò em chỉ cần ấn gì? Big Event đấy, TDC là nó sẽ ra để cho anh em tìm nhá. Đấy, anh em nên nhanh tay nhanh chân tìm và làm theo hướng dẫn để nhận được những cái code đấy. Tội gì đúng không em? Chả có một cái tội gì cả đúng không? Đấy, mình cứ nhận được lúa là ok rồi, phải không em? Nhận được lúa là tuyệt vời rồi. Đấy. Ok anh em, và bây giờ thì tiếp tục xem tay này là cái gì. Tay này khả năng cao nó sẽ về xỉu anh ạ. Mình nốt vào tay xỉu nữa. Đấy. Còn Evan thì mình cũng đã nói rồi đúng không anh em? Đấy thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em là những dạng cầu cần biết khi anh em chơi tài xỉu. Đây, cầu kèo rất là đẹp đây. Nó cứ chạy là cầu lao ra cầu đấy luôn. Đấy, anh em chơi thì anh em cứ áp dụng và thực chiến thôi thì đảm bảo anh em là sẽ có kết quả rực rỡ thôi. Đơn giản dễ chơi dễ thưởng rồi. Và bây giờ thì xem kết quả nào, xem là có phải là xỉu hay không nhá. Lên tài nha mọi, lên tài lên 456 luôn nhá. Lên 456, cầu sợ. Rồi không sao. Để mình xem mà mình sẽ đánh một tay nữa, đánh một tay này sẽ quyết định luôn nhá. Đấy, cầu kèo thì thật sự tất cả anh em thì đôi khi là nó có cầu thuận và cầu nghịch. Thì điều đấy là nó là cái gì? Nó là chuyện bình thường đúng không anh em? Quan trọng nhất thì làm sao? Quan trọng nhất là anh em mình phải làm sao vững tin. Đấy, vững tin thì nó mới có chiến thắng nhá. Xoay cầu kỹ hơn nhá. Ok, nếu như thế thì tính này phải đánh vào đây. Năm củ, đấy, đánh vào cầu cắt này. Đánh cầu trước là cầu 1, đây là 1, 2, 3. Cầu này nó phải là gì? Tiếp tục về về cầu xỉu, trả lại cầu cũ. Bởi vì cầu cũ đáng ra nó phải một cái xỉu nữa, nhưng mà nó đỗ lại rồi thì chắc chắn em một điều thì nó phải trả lại cầu nhá. Ok, và bây giờ thì anh em hãy xem có thực sự nó về xỉu hay không nhá. 7 6 5 4 3 2 1 mở nào. Kết quả đây, xem có thực sự là về xỉu không nhá. Em thấy chưa, đẳng cấp. Nó trả lại cầu mà chạy đâu được khỏi láng luôn em. Ok anh em nhá. Và vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em những dạng cầu cần biết khi chơi tài xỉu rồi. Ok thì hiện tại lên được 34 củ 7 rồi, và mình cũng xin phép tất cả anh em mình sẽ chốt đáy lại cái này nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.